Cựu chiến binh Rơ Chêm Rê tại làng Cà Tê, xã Gia Phí, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1963 đến năm 1965. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông tiếp tục tham gia đội du kích bảo vệ buôn làng cho đến khi hòa bình lập lại. Đến nay, đã gần 60 năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày tháng chống Mỹ gian khổ, ác liệt vẫn còn in đậm trong ông. Năm 1963, mình đi bộ đội, tham gia cùng bộ đội chủ lực đánh Mỹ tại làng này. Lúc ấy khổ lắm, dân làng phải chạy vào rừng ở hết. Chỉ có bộ đội ở đây bảo vệ dân làng, chiến đấu, hy sinh. Đêm xuống, mình cùng dân làng chuyển thi thể các anh, giấu trên rừng, hướng mặt trời mọc, giữa hai khe núi và đi từ làng đến đó mất khoảng một buổi lên dãy. Từ nguồn tin quý giá này, hơn 30 cán bộ chiến sĩ đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã lên đường tìm đồng đội. Gần 3 tháng ăn cơm vắt, ngủ rừng, vạch từng nhành cây ngọn cỏ, bới từng thước đất tại 15 vị trí trên địa bàn huyện Chư Pả với hơn 1.000 mét hào đất đá. Đội đã tìm thấy được 12 hài cốt liệt sĩ nơi ông Rơ Chêm Re cùng dân làng tổ chức chôn cất cách đây gần 60 năm. Đây được xem là sự đền đáp xứng đáng cho những cố gắng kiên trì vượt qua những khó khăn của đội K52 để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với những đồng đội đã khuất. Đối với nhiệm vụ quy tập thì vô cùng vất vả vì trong điều kiện sinh hoạt phải ở trong rừng sâu, thiếu thốn nước và các nhu yếu phẩm. Bản thân tôi, anh em trong đơn vị luôn luôn cố gắng vượt qua những cái khó khăn hàng ngày để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm và cất bốc được là 12 cái hài cốt liệt sĩ để đưa về cái quy tụ những nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để các vong linh liệt sĩ được đoàn tụ, và đây cũng là cái để mà chính quyền và nhân dân địa phương có cái điều kiện để chăm sóc các cái anh hùng liệt sĩ nó tốt hơn. Việc tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ lần này còn có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên hội cựu chiến binh như ông Rơ Chêm Rê cùng nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin về các liệt sĩ. Hôm nay, tại nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ thuộc làng Lút, xã Gia Phí, những nén hương của quân và dân huyện Chư Pả được thắp lên thay cho lòng biết ơn vô hạn về sự hy sinh của các liệt sĩ sẽ đưa các anh về với đồng đội, về với vòng tay chăm sóc của nhân dân. Đối với huyện thì cũng rất là trân trọng và rất cảm ơn các anh, các chị cũng đã quan tâm là phối hợp với lại huyện cũng đã làm được những công việc ý nghĩa này. Cũng công việc này là một cái công việc mà để cho tất cả chúng ta, để cho các người dân của chúng ta và nhìn nhận và đồng thời biết ơn đến những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì quê hương. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng quan tâm và tạo điều kiện để chúng tôi còn phối hợp với lại đội K52 trên địa bàn tỉnh và tiếp tục là thực hiện trong công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện được nhiều hơn nữa. Trên hành trình trở về vòng tay đồng đội của các liệt sĩ thấm đẫm biết bao mồ hôi nước mắt và cũng là niềm tin của chính quyền và nhân dân trên địa bàn, của cán bộ chiến sĩ đội K52, qua đó đã xoa dịu phần nào nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đây cũng là động lực để cán bộ chiến sĩ đội K52 tiếp tục vững bước trên hành trình tri ân của mình, tìm kiếm quy tập các liệt sĩ, đưa các anh về với vòng tay gia đình, đồng đội.